mỏi vì cuộc sống bon chen lời dân. Lòng người hôm nay vì cuộc sống nhọc nhằn đã không còn tìm đến Chúa yêu thương và đi theo thế gian để chìm trong hư mất. Hôm nay đời đời tình Chúa mang đêm đến bao hy vọng, dìu dắt những lúc con dường như xa lại. Chúa nhân từ thương xót con, Ngài là tâm linh đời mới, Ngài như tia nắng ấm áp mùa xuân, là dòng suối tắm mát tâm linh. Ngài là vần đá chắc chắn khi con hiểm nguy, lạ chân cho cuộc đời con. Lời Chúa mãi mãi luôn sáng soi tâm hồn, cần coi mất lối khi rời xa chân Ngài. Chúa nhân từ luôn thứ tha, cuộc đời con luôn cần Chúa. Ngài như ánh sáng soi hết màn đêm, là chân lý mãi mãi muôn đời. Ngài là dòng suối tâm ba tâm linh đời con, khi khó khăn con luôn có Ngài, tay Ngài vẫn nắm lấy tay con mãi không rời. Tay Ngài vẫn nắm lấy.